chuyện nhỏ, coi như có giống thỏ không, không biết nữa. Con xin sám hối với sư. Chứ nó cậy sao cũng được mà bữa nay chuyển tông đọc cho từng chữ đó nó hơi ngừng hơi lâu chỗ từng câu thôi, vậy thì sư cũng để ý chỉ lại nữa. Từ rồi đọc lại tiếp. Ai con là ghét kệ nhất, sư biết con ca hát dở ồn ha, kệ kệ kẹt dữ lắm, phải lên kệ cho sư nghe đó thôi, chứ kêu mà con ca con kệ ha. Trời ơi chết rồi. Không có hay ho gì hết trơn nha. Trời ơi con trắng kẹt 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 còn ấn gì lắm. Kệ giờ kệ lại. Thấy theo lời yêu cầu của sư, sư muốn dạy dỗ cho con, cho kệ cho nó đường hoàng, cho nó đường hoàng đó, không có được ngưng từng câu, phải cho nó mạnh mẽ, phải hay ho một chút. Miệng thì sư nói kệ sao cũng được, con thì sư gầy, tức là học trò mà bị gầy nhiều đó là thấy sẽ giỏi hơn, nó khá hơn nếu mà có tinh tiến, tức là gọi là gì ta, dễ dạy dễ dạy dễ sống dị dị dưỡng dị giáo nha. Thôi kệ đi, đúng thôi, nó bà tám nó nhiều quá, đọc đi ngồi say nữa. Con xin kệ. Ồ qua đây ya nu sa say ya a sa pa cha ni wa ra ye sa tam hi so bi yo te a sa tang ho ti a pi yo. Ồ qua đây ya nu sa say ya a sa pa cha ni wa ra ye sa tam hi so bi yo ho te a sa tang ho ti a pi yo. Xong rồi đấy sao? Không thấy sự trò con bông hoa dịp trơn chắc. Yeah, thì có sai có sửa thì nó mới được tốt vậy chứ. Lần sau con phải nhớ rồi, nếu mà có đọc rõ từng chữ á là phải nhớ kệ, là phải liên tục hai câu để thôi đấy. Con cũng sám hối với sư. Sư con tưởng là kèo dài 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 vậy đó, để cho sư ngồi sư khỏe, ai nghe sư ngắm ủ tai sư nghe đấy, sư dũa. Con cũng cảm ơn, và con xin trả máy mời cho người khác. Dạ Nam Mô Ông Đức Tam Bảo, và con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô, con kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú số 77. Ồ quá đầy già nu xà xây giá á sắp và ni hòa ra về sa tành hi sô bi dồ hồ tế á sa tặng hồ tế áp bi dồ. Dạ con xin đọc lại rồi. Ồ quá đầy già nu xà xây giá á sắp và chát ni hòa ra về sa tành hi sô bi dồ hồ tế á sa tặng hồ tế áp bi dồ. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Ồ trường âm thông thường quá đoạn âm, đây trường âm nhấn, và trường âm thông thường, nú đoạn âm, xa trường âm thông thường, say trường âm nhấn, giá đoạn âm, á đoạn âm, sắp trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, chá ní hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, rá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Ồ quá đầy già nu xà xây giá á sắp hòa cho ni hòa ra về. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Xá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, hí đoạn âm, xô trường âm thông thường, bí đoạn âm, vô hô hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, á đoạn âm, xá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, ấp trường âm nhấn, bí đoạn âm, vô trường âm thông thường. Sa tành hi sô vi dô hồ ti a sa tằng hồ ti ấp vi dô.
Dạ con đọc đại nguyên bài. Ô qua đầy và nu xà xây giá sắp phà chát ni quà ra về sa tành hi sô bi dô hồ tê á sa tặng hồ tê áp bi dô. Dạ con xin kể. Ô qua đây ya ha nô sa say ya a sa pha cha ha ni qua ra về. Dạ dạ con xin. Nhảy mất tiêu rồi. Dạ con xin kể lại. Ô qua đây ya ha nô sa say ya sa pha cha ni qua ra về sa tan hi so bi yo ho ti sa tăng ho ho ti âm bi yo. Và con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Và con đã đọc và phân tích kệ xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo tràng trong sửa giúp con rồi cho con xin cảm ơn. Và con xin trao mít lại cho đạo tràng, xin mời người kế tiếp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn cô học trò đã cho biết tín hiệu nghe rõ, vì ở đây đang mưa, mưa rất là lớn luôn. Con xin đọc câu pháp cú số 77 ạ. Ô quá đầy già nú xà xây giá át sắp phà chánh lý hoà ra về. Sá tàn hí sô bí dô hồ tí át sát tầm hồ tí áp bí dô. Át sát tầm hồ tí áp bí dô. Ô quá đầy già nú xà xây giá át sắp phà chánh lý hoà ra về. Sa tàn hi sô bi dô hồ tí á sa tăng hồ tí á bi dô. Và con phân tích câu số 1 ạ. Ô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đây là trường âm nhấn, gia là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, say là trường âm nhấn, giá là đoạn âm. Câu số 2 ạ. Á là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, chá, ní là hai đoạn âm, va là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, dê là trường âm nhấn. Có số 3, xá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, vô hô là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Câu số 4, á xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, áp là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Ô quá đầy và nút xà xây giá á xá phà chánh lý và ra về. Satan hi yo bi yo ho ti a satan ho ti a bi yo. Dê là trường âm thông thường. O wa dai ya nu sa say ya asafa chan ni va ra ye. Satan hi yo bi yo ho ti a satan ho ti a bi yo. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ.
Ô va đây ya nu sa say ya sa pha cha ni va ra ye sa tan hi so bi yo ho ti a sa tan ho ti a bi yo. Dạ con đã đọc và kể xuống mới xong. Con xin cảm ơn Ngài đã bóp bài. Con xin mời vị tiếp theo ạ. Con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Alo, Huynh Giang Nhật Hà, chờ chút ha. Đây là ba bông hoa tặng cho đạo hữu học trò 2021. Tại sao không chặn, không tặng ba bông hoa này cho cô tu nữ Phúc Hạnh? À, cô tu nữ Phúc Hạnh cho biết mưa to lắm luôn, à, tức là mưa ngoài trời mà mưa trong lòng. À, chính vì vậy mà cô Phúc Hạnh đã đọc cái chữ ni hòa ra về, chữ dê, cho đó là một trường âm nhấn. À, đạo hữu học trò đã xác minh không phải trường âm nhấn, mà đó là trường âm thông thường. Mà trường âm thông thường thì chúng tôi phải tặng ba bông hoa này cho đạo hữu học trò, chứ không phải là tạo cho cô tu nữ Phúc Hạnh ha. Không phải phân tâm, đây không phải là cô tu nữ Phúc Hạnh phân tâm, mà bị thấm ướt bởi mưa ngoài trời, mưa trong lòng, à, cho nên bị ướt thôi chứ đâu có phân tâm. Rồi, xà thủ đạo hữu học trò, vị này ở đâu mà giỏi quá trời quá đất nè. À, mời đạo hữu học trò cùng tham gia. Rồi, bây giờ mời huynh Giang Nhật Hà chuẩn bị tinh thần ha. Chúng ta đọc nhưng mà vẫn có những cái bàn tay, vẫn có những sự tế chát, à, vẫn theo dõi chúng ta ha. Vẫn theo dõi chúng ta, cho nên chúng ta đọc đúng, đọc sai là họ biết hết, chứ không phải là không đâu. À, mong quý vị hoan hỷ ha. Rồi, mời huynh Giang Nhật Hà, chúng tôi đưa bài lên rồi đó. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sàng Khà, dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 77 ngày hôm nay ạ. Ô quá đề dạ nú xà xây dạ á sắp phà cha ni hòa ra dê sá tàn hi sô phí dô hồ tí á sá tàn hồ tí áp bí dô. Ô quá đề dạ nú xà xây dạ á sắp phà cha ni hòa ra dê sá tàn hi sô phí dô hồ tí á sá tàn hồ tí áp bí dô. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đây là trường âm nhấn, gia là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, xây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, á là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, chá, ní là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Ô quá đầy già nú xà xây giá á sắp và chá ni già ra dê. Và câu số 3 và câu số 4. Sá tàn hí sô bí dô hồ tí á sá tàn hồ tí ấp bí dô. Xá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, vô, hô là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, á, xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ấp là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, sa tăng hi so bi vô, hô tí á sa tăng hô tí ấp bi vô. Dạ, con xin đọc lại ạ. Ô quá đầy dạ nú xà xây dạ á sắp và cha ni hòa ra dê sa tành hi sô bi dô hồ tí á sa tăng hồ tí ấp bi dô.
Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ô wa đê ya nu sa sê ya sa pha cha ni wa ra ye sa tan hi so bi yo ho ti a sa tan ho ti ap bi yo Ô wa đê ya nu sa sê ya sa pha cha ni wa ra ye Sa tan hi so bi yo ho ti a sa tan ho ti ap bi yo. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn sư đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123. Hôm nay chỉnh sửa xích kim nè, rồi cô tu nữ phục hạnh nè. Để thức tới Đức vừa vào hả? Thầy con có bị chào. Kính lễ để thức tới Đức vừa đến vừa pháp hội. Như vậy là rất là khâm phục quý vị. Trong khi sư cần kiểm lên đọc bài, quý vị nghe tiếng ồn ào xung quanh ha. Đó là một cái trường hợp mà dễ bị phân tâm, bởi vì người ta tới uống cà phê đông khách quá, ồn ào như vậy, nhưng mà sư cần kiểm vẫn lên trả bài một cách rất là nghiêm túc, không phân tâm. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là hay. Rồi tiếng ô tô nữa hả, trời, tiếng xe nè, rồi tiếng người ta uống cà phê tán dốc nè, ào ào xung quanh vậy mà sĩ cành kém lên đọc một cách coi như là trôi chảy, không có bị phân tâm. Cô tu nữ phúc hạnh mưa ngoài trời to quá, rồi nước lụt lên đáng mưa ngoài trời, rồi bị thấm ướt cho nên mưa trong lòng luôn. Và Bình Định, tỉnh Bình Định nó thành ra bình địa nước lên láng. Vậy mà cô tu nữ phúc hạnh dám cầm micro đưa lên cao khỏi bị ướt đọc, chỉ có phát văn từ thôi. Vậy mà đạo hữu học trò 2021 nhìn ra cái chỗ sai đó, tuyệt vời. Không biết đạo hữu học trò này ở đâu, ở trên trời rơi xuống hay sao mà coi như mới đến với đạo tràng không bao lâu mà là biết trường âm, đoạn âm rồi. Quý vị thấy chắc là rượu cũ, bình mới mà rượu cũ ha. Chắc là cái vị này là ai đây mà núp lùm, cho nên mới giỏi vậy chứ. Nhưng mà ở đây giỏi phải hả? Trời ơi, tự thú trước bình minh rồi, còn thêm sĩ pháp nguồn này nè. Sĩ pháp nguồn này đâu có đến với đạo tràng từ đầu đến cuối đâu. Ai vậy mà phân tích trường âm, đoạn âm chính xác. Không biết học ở đâu mà giỏi quá trời quá đất như nè. Cho nên khi đến với cái room này chúng tôi cũng run lắm. Quý vị thấy khi nãy có người chào mà đòi đánh tôi nữa. Kính lễ được Đức Pháp Trang. Mưa to gió lớn, lũ lụt tới nơi. Mà quý vị thấy rằng ăn ngủ cũng yên, thôi phải thức thôi chứ. Mà thức thì thôi, làm gì? Vô room sinh hoạt để trấn an tinh thần. Con học các cô trong đoàn, ô hay quá, sĩ pháp nguồn cũng tự thú trước bình minh. Ai là thầy của sĩ pháp nguồn ở trong room này mà đã dạy sĩ pháp nguồn giỏi như vậy? Nghĩa là đến với cái room này là hòa nhập ngay. Và chúng ta thấy sĩ pháp nguồn về giáo pháp cũng rất là căn bản ha. Ai dám đòi đánh sư vậy hả?
sang tay áo đi, chỉ người dám đập không? Sĩ Kim dám sang tay áo không? Chỉ người đó rồi đập lộn coi, có dám đập người ta không? Nữ mà dữ như vậy. Rồi trở lại vấn đề ha. Hôm nay câu Phật ngôn này dễ mà khó. Dễ tức là những cái vị dù gặp cái nghịch cảnh như là sĩ Cành Kiếm nè, ồn ào đông người, ô tô chạy, người ta nói chuyện ào ào mà vẫn đưa tay lên để mà tham gia ha. Rồi cô tu nữ Phúc Hạnh ha, mưa ngoài trời mưa trong lòng cũng ráng đưa tay lên đọc, bởi vì không đưa tay lên thì cái micro bị ướt nước ngập, và nước ngập ướt giường, cho nên Đại Đức Pháp Trang cũng phải thức dậy. Rồi bây giờ cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang hướng dẫn cho chư Phật tử cầu Phật ngôn này. Alo, Đại Đức đưa tay lên là nước nó không có ngập nước cô ha. Cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Alo, thức khủng ba giờ đó, dữ nè. Alo, 123, 123, quý vị nghe chưa? Bây giờ nghe rõ ha, hồi nãy giờ đò không nghe. Bây giờ nghe rõ nhưng mà bây giờ thỉnh Đại Đức Pháp Trang mà không biết Đại Đức Pháp Trang. Ô, bỏ cửa chạy lên người, nước lụt rồi, trôi Đại Đức Pháp Trang rồi. Cô tu nữ Phúc Hạnh ơi, cục dây kéo lại đi. Nước lên cao rồi, cô tu nữ Phúc Hạnh cũng bỏ cửa chạy lên người rồi hả? Cục dây kéo để nước có trang đi. Rồi, xong ngay. Rồi, bây giờ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức. Đức Pháp Trang nè, đến nè. Alo. Quý vị còn nghe hả? Chúng ta tiếp tục cầu Phật ngôn 77. Ai chưa đọc, chúng ta cầm micro đi. Quý vị vừa rồi đọc rất là chuẩn. Để về Đức tuyệt vời, xà thủ. Nam mô Bất Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 77. Ô quát đầy gia núi xa xây giá Asapha Chaniwa Raje Satan Hiso Piyo Ho Tí Asatan Ho Tí Ap Piyo. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Dạ, con xin cài. Ô qua đây gia nu sa say gia Asapha Chaniwa Raje
Satan hi so pi yo ho ti. Asatan ho ti a pi yo. Om vadaya nusa saya. Asapha chani waraye. Satan hi so pi yo ho ti. Asatan ho ti a pi yo. O vadaya nusa saya. Asapha chani waraye. Satan hi so pi yo ho ti. Asatan ho ti a pi yo. Dạ, con xin hát ạ. Con xin nhường mic để cho đạo tràng ạ. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Đại Đức Tội Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Dạ bạch ngày nãy ngày kêu con lên đọc, máy con nó nhìn nó không được rõ lắm, thành ra con thoát ra ngoài, con trở vô lại. Dạ, bây giờ con xin được phép con đọc câu Pháp Cú số 77. Ô quá đầy già nô sa say giá sáp bà chát ni và ra dê át sát tăng hi sô pi dô hô tí át sát tăng hô tí áp pi dô. Ô quá đầy già nô sa say giá sáp bà chát ni và ra dê sát tăng hi sô pi dô hô tí át sát tăng hô tí áp pi dô. Ô quá đầy già nô sa say giá sáp bà chát ni và ra dê sát tăng hi sô pi dô hô tí át sát tăng hô tí áp pi dô. Những người hay phiên dạy ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ con đã đọc xong, con xin gửi mít lại cho đạo tràng. Xin mời việc kế tiếp là Nam Mô Phật Thầy Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu Pháp Cú số 77. Ô quá đầy ya nô sa say ya a sa pa cha ni wa ra ye sa tan hi so pi yo ho ti a sa tan ho ti a pi yo. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ô trường âm thông thường quá đoạn âm đây trường âm nhấn gia trường âm thông thường nú đoạn âm sa trường âm thông thường xây trường âm nhấn giá á hai đoạn âm sáp trường âm nhấn pha trường âm thông thường trá ní hai đoạn âm qua trường âm thông thường rá đoạn âm dê trường âm thông thường ô quá đầy ya nô sa say ya a sap pha chan ni wa ra ye. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Xá bản âm tanh trường âm nhấn hí bản âm xô trường âm thông thường tí bản âm yô hô hai trường âm thông thường tí á xá ba bản âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm hô trường âm thông thường tí đoạn âm áp trường âm nhấn tí đoạn âm vô trường âm thông thường
Satan hiso piyo ho ti asatan ho ti apiyo. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 77. O wa deya nusa seya asapa chaniwa praye. Satan hiso piyo ho ti asatan ho ti apiyo. Ô qua đây ya nu sa se ya sa pha cha ni qua ra ye sa tang hi so pi yo ho ti a sa tang ho ti am pi yo. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Sa thú, quý vị thấy được Đức Pháp Trang ha. Người hùng trong mưa gió trong các ngôi chùa thì quý vị thấy hỏa thiêu Thiếu Lâm tự ha, chùa Thiếu Lâm bị lửa đốt cháy ha, bây giờ Phước Quang bị nước ngập nè. Quý vị thấy nghe để Đức Pháp Trang khi cầm micro ha, mưa nước chảy ào ào nhưng mà vẫn hiên ngang đứng trong mưa bão, trong mưa nước ngập vậy mà cầm micro đưa lên để mà đọc. Tinh thần của Đại Đức Pháp Trang rất là thán phục. Thương Bình Định nữa, ngoài Bình Địa rồi còn đâu còn Bình Định nữa, nước ngập này, lên láng là Bình Địa rồi. Nhưng mà Đại Đức Pháp Trang của tu nữ Phước Hạnh rất là tuyệt vời. Sitina hồi nãy đưa tay mà sao mà cái thọc lét người ta sao đưa lên thả xuống. Rồi mời Sitina nè. Dạ con kính đảnh lễ ngày hôm nay, con không biết sao con bị trục trặc cái mic. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngày, con kính đảnh lễ quý sư. Con quý bà quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Ô qua đây ya nu sa se ya sam asam tha chan ni wa ra ye sa tan hi so phi yo ho ti asa tan ho ti ap phi yo. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ô trường âm thông thường quá đoạn âm đây. Trường âm nhấn da, trường âm thông thường nú, đoạn âm sa, trường âm thông thường say, trường âm nhấn giá, đoạn âm á, đoạn âm sắp, trường âm nhấn pha, trường âm thông thường chá, đoạn âm ní, đoạn âm qua, trường âm thông thường giá, đoạn âm dê, trường âm thông thường ô quá đầy da, nú sa say giá, á sam pha cha ni hòa ra dê. Câu 3 và 4. Satan hi so phi yo ho ti a satan ho ti ap phi yo. Câu xá đoạn âm, tan trường âm nhấn, hí đoạn âm so trường âm thông thường, hí đoạn âm yo trường âm thông thường, ho trường âm thông thường tí đoạn âm, á đoạn âm xá đoạn âm tan trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ho trường âm thông thường tí đoạn âm, ấp trường âm nhấn, thí đoạn âm, vô trường âm thông thường. Ô quá đầy ya nu sa say ya sam pa a sap pa cha ni hòa ra ye sa tan hi so phi yo ho ti a sa tan ho ti ấp phi yo. Ô quá đầy ya nu sa say ya sam a sap pa cha ni hòa ra ye sa tần hi so phi yo ho ti a sa tần ho ti phi yo. Xin lỗi con đọc lại.
Ô quá đầy và núi xa xây giá ác sập và chát ni hòa ra về sa tần hi sô phi dô hồ tí ác sa tần hồ tí ốc phi dô. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Ô quá đê ya nư sa se ya a sam pha cha đi wa ra ye sa tan hi su thi yo ho ti a sam tang ho ti am thi yo. Ô quá đê ya nư sa se ya a sam pha cha đi wa ra ye sa tan hi su thi yo ho ti a sa tang ho ti am thi yo. Dạ, con kính tri ân Đại và con kính tri ân Đậu Tràng. Con có sai xin Ngài sửa dùm con. Dạ, con xin xuống biết con kính Ngài bị kế tiếp. Thầy á, làm mày á, làm thầy á. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Trí Tôn Đức Tăng, con kính đây các cô tu nữ và con kính chào Đạo Tràng. Dạ con xin trả bài, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Ô quá đầy già núi xà xây giá asapa. Dạ con sẽ xong hết. Con đọc lại. Ô quá đầy già núi xà xây giá asap phà cha ni hòa ra về sa tần hi so bi yo ho ti a sa tần ho ti a bi yo. O wa đầy già nu sa say ya a. O wa đầy già nu sa say ya a sa và cha ni hòa ra về sa tần hi so bi yo ho ti a sa tần ho ti a bi yo. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin phân tích. Ô, trường âm thông thường quá đoạn âm, đây trường âm nhấn. Gia, trường âm thông thường, nú, đoạn âm, sa, trường âm thông, sa, dê. Sa, trường âm thông thường, say, trường âm nhấn, giá, đoạn âm, á, đoạn âm, sát. Trường âm nhấn, pha, trường âm thông thường, chá, ní, hai đoạn âm, qua, trường âm thông thường, rá, đoạn âm, dê, trường âm thông thường. Ô quá đầy già, nú xà, xây, giá, á, sách, phà, cha, ni, hòa, ra, dê. Xá, đoạn âm, tanh, trường âm nhấn, hí, đoạn âm, xô, trường âm thông thường, bí, đoạn âm, vô, hô. Hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, tí á, hai đoạn âm, dạ. Tí á xá, ba đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô, trường âm thông thường, tí đoạn âm, áp trường âm nhấn, bí đoạn âm, vô trường âm thông thường. Sa tăng hi sô bi dô hồ tí á sa tăng hồ tí áp bi dô. Con xin đọc. Ô quá đầy dòm nú xà xây giá áp sắp phà cha ni hòa ra về sa tần hi sô bi dô hồ tí áp sa tần hồ tí áp bi dô. Dạ con xin trả. Ô quá đầy giá nú xà xây giá a sa phà cha ni hòa ra về sa tăng hi số bi yo hồ tì a sa tăng hồ tì a bi yo. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác, được hiền, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con có sai xin người chỉnh sửa. Dạ con xin trao mic lại cho vị kế tiếp.
Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Trong đạo tràng còn Siết Hải nè, Siết Quang Thanh nè, Siết Quang Thanh thì nghe âm thanh không được ha. Rồi, còn hai vị này, quý vị có muốn lên đọc hay không? Nếu như vậy thì chúng ta thông qua ha. Hôm nay Siết Nhật Quỳnh sức khỏe không được tốt, cho nên đã chúng tôi biết và đi bác sĩ rồi. Rồi vì vì thấy lão lại ha, lớn tuổi, cái xe đã cũ rồi, điện rẽo rạo, hư chỗ này hư chỗ kia, quý vị cũng thông cảm. Và hôm nay trong cái vô thường ha. Đúng rồi. Sĩ Khải có ý kiến hay là lên đọc bài? Xin mời Sĩ Khải. Alo, 123, 123. Siết Hải đưa tay mà không cầm micro. Siết Hải có nghe không ạ? 123. Siết Hải có nghe không? Rồi, chúng tôi nhường micro ha, Siết Hải ha. Dạ thưa, dạ nghe không ạ? Alo. Dạ thương có nghe con không ạ? Dạ con ạ. Dạ thưa có nghe con không ạ? Alo, dạ thưa có nghe con không ạ? Dạ thưa nghe không con không ạ? Alo, dạ có nghe con không ạ? Alo, nghe rồi, người ta đã chat lên tùm lum tà la trên màn hình, cô không nhìn thấy. Rồi kêu hỏi nghe không, nghe không. Cái giọng nói của cô ai cũng nghe rõ hết. Thì bây giờ cô cứ tự nhiên để mà nói đi, chứ có gì đâu mà nhắc đi nhắc lại nghe không, nghe không hoài. Rồi mời cô nha. Alo, 123, 123. Chúng ta đi vào ý nghĩa của tự vấn ha, bởi vì thời gian không có chờ chúng ta. Buổi tiệc nào cũng tàn và chúng ta cũng có giới hạn. Bây giờ quý vị hãy nghe và ghi nhận. Hôm nay thì Sinh Nhật Quỳnh không có mặt.
ô wa ô wa đầy ya nu sa say ya ô wa đầy ya nu sa say ya. Cái câu đầu tiên này chúng ta thấy một cụm từ, một nhóm từ nó dính liền với nhau. Bây giờ chúng ta chia sẻ ra để biết rõ ý nghĩa của từ này. Ô wa đầy ya cộng với anusa say ya. Ô quá đầy giá có ý nghĩa là nên khuyên nhủ, nên sách tấn, nên cổ động. Ô quá đầy giá là nên sách tấn, nên khuyên nhủ, nên cổ động. Rồi anusa xây giá, anusa xây giá đây cũng là một cái động từ số ít, có thể chỉ dạy, có thể hướng dẫn, có thể chỉ dạy, có thể hướng dẫn, có thể nên sách tấn, nên khuyên nhủ. Đó là ý nghĩa của cái từ ô quá đầy già nú xà xầy giá. Rồi câu số 2, a sóc hà chá ni hòa ra về. A sóc hà do từ a sóc hà, Asapa được chia theo xuất xứ cấp số ít Panjami Vipati Ekavachana, cho nên Asapa biến thành Asapa. Asapa có nghĩa là tránh điều ác, rồi lìa điều không tốt, tránh điều ác, lìa cái điều không tốt, Asapa. Rồi chữ chá có nghĩa là và hay hoặc. Ni hòa ra về, ni hòa ra về tiếp đầu ngữ ni có nghĩa là rời, lìa khỏi. Hòa ra về, hòa ra về do cái động từ sân hòa ra tí. Sân hòa ra tí có nghĩa là cản trở, ngăn chặn. Vậy thì ni hòa ra về có nghĩa là có thể ngăn chặn, có thể thu thúc, có thể ngăn chặn, có thể thu thúc. Vậy thì câu 1, câu 2. Ô wa đầy ya nú sa say ya sap pha cha ni hòa ra về. Người có thể giáo giới, có thể chỉ dạy, có thể ngăn chặn điều không tốt đẹp. Xin lặp lại ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Ô quá đầy già nú xà xầy giá sắp phà cha ni hòa ra về. Người có thể giáo giới, có thể chỉ dạy, có thể ngăn chặn điều không tốt đẹp. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2. Bây giờ qua câu 3, câu 4. Sa tăng hi sô bi yô hồ tí. Sa tăng hi sô bi yô hồ tí. Chữ sa tăng là những người tốt, những người không tệ hại. Chữ sa tăng là thật vậy, so là người ấy, vị ấy. Biyo do từ piya mà nó đứng làm chủ từ patthama ekavachana vipatti, cho nên piya biến thành biyo. Ví dụ được thương mến, được yêu mến. Chữ hồ tí là trở thành, là thì ha. Rồi asatang ở đây do từ asanta nhưng mà nó được chia theo sở hữu cách số nhiều. Chát thí vì phát tí bảo hữu quá trà ná, cho nên asanta biến thành asatang. Asatang đối với những người không tốt, của những người không tốt, của những người tệ hại, asatang. Rồi hô tí giống như ở trước trở thành nên là apiyo. Apiyo là không được yêu mến, bởi vì chữ bí giá là yêu mến, mà có chữ ấp ở phía trước có nghĩa là không có yêu mến. Vậy thì câu 3, câu 4. Sa tăng
Satan hi so bi yo ho ti asatan ho ti api yo. Satan hi so bi yo ho ti asatan ho ti api yo. Thật vậy, đối với những người tốt thì người ấy được thương mến, đối với những người không tốt thì không được yêu mến. Thật vậy, đối với những người tốt thì người ấy được thương mến, đối với những người không tốt thì không được yêu mến. Như vậy, câu Phật ngôn 77 cho chúng ta ý nghĩa: người có thể giáo giới, có thể chỉ dạy, có thể ngăn chặn điều không tốt đẹp. Thật vậy, đối với những người tốt thì người ấy được thương mến, đối với những người không tốt thì không được yêu mến. À, ý nghĩa câu Phật ngôn 77. Và ngài Hòa thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: ai khuyên kẻ khác làm lành, ngăn ngừa niệm dữ, pháp hành gắn tu, người hiền cảm kích kính yêu, còn người xấu ác ra điều không ưa. Ai khuyên kẻ khác làm lành, ngăn ngừa niệm dữ, pháp hành gắn tu, người hiền cảm kích kính yêu, còn người xấu ác ra điều chẳng ưa. Và ngài Hòa thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn: những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Alo, quý vị còn nghe rõ không? 123, 123. À, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Rồi còn thời gian, chúng ta sẽ thảo luận về câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 77. Câu Phật ngôn 77 duyên sự nói lên như thế này: khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì ngài có đề cập đến một cái nhóm tỳ khưu gọi là ác tăng. Chư tăng cũng có hiền tăng, cũng có ác tăng. Chúng ta thấy cùng phàm thì có thiện có ác ha. Khi trở thành vị thánh thì cả thiện cả ác đều bỏ hết. Nhưng mà cùng phàm thì có thiện có ác. Mặc dù trong hàng ngũ của tăng lữ, trong tăng già thì cũng chia ra phe nhóm, rồi cũng có trường hợp thế này thế kia. Khi xưa Đức Phật thế nào thì bây giờ cũng giống như vậy thôi. Câu chuyện của nhóm tăng này đã phát khởi tại cái miền núi tên là Ký Ta. Alo, cái xuất xứ Ký Ta, núi Ký Ta, quý vị biết làm sao? Ký Ta. Cái chữ Ký Ta này, chữ ta có dấu chấm ở dưới. Ký Ta, đúng rồi, Ký Ta có cái dấu chấm dưới chữ T. Cái nhóm Duy Tăng này là những vị tỳ khưu quấy ác, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, mặc dầu vị nào cũng là những đệ tử của hai vị Thượng Thủ Thinh Văn. Mà Thượng Thủ Thinh Văn là hai vị cánh tay mặt, cánh tay trái, hai vị này là ai? Quý vị có thể cho biết tên của hai vị Thượng Thủ Thinh Văn. Alo, không có biết tiếng Việt nghe. Hai vị Thượng Thủ Thinh Văn này tên là gì đây bà con ơi? Học nhiều quá quên hết rồi. Nhất là Đệ Đức Pháp Trang này, cô tu nữ Phúc Hạnh này, chắc là
cuốn theo dòng nước chứ không phải cuốn theo chiều gió ha. Nói xa tu đạo hữu học trò chỉ ghi được có một người, còn Sĩ Thiền Vũ thì ghi tới hai Sariputta. Mokka La Na, Sĩ Kim Nhung chỉ La Na kỳ quá vậy. Ai Sĩ Trần Vũ Mokka La Na. Rồi rồi, đạo hữu học trò cũng tuyệt vời luôn. Trời ơi, ai cũng giỏi hết. Ngài Sariputta, Ngài Mokka La Na, đó là hai vị thần thủ tinh văn, cánh tay mặt, cánh tay trái. Qua mắt ăn xe móc ra la nô, tức là cánh tay trái, là ngài, ngài Mục Trần Liên, móc ra là nè. Rồi, hai vị này là coi như tối thắng trong hàng tinh văn đệ tử của Đức Phật. Cánh tay mặt, cánh tay trái, một vị là trí tuệ, một vị là thần thông ha. Thì cái nhóm tỳ kheo này là đệ tử của hai ngài này. Nhóm đệ tử này, chư tăng này đã quy tụ được một số đồ chúng cũng quấy ác như họ, còn có 500 vị tỳ kheo cùng trú ngụ với nhau ở tại núi Kita. Rồi các vị này trong đời sống hàng ngày tự mình trồng hoặc là bảo kẻ khác trồng hoa, trồng kiển, chơi bonsai, chơi cây kiển vân vân. Nói tóm lại, họ tạo ra nhiều cái việc mà không đúng theo giới luật, cho nên gọi là tà hạnh chứ không phải là chánh hạnh, làm hư hỏng các gia đình của thiện tín và niềm tin, và nhờ đó mà họ nuôi sống bằng những tứ vật dụng tà mạng phát sanh đến cho họ. Họ chứa chấp các vị tỳ kheo quấy ác như thế, và những vị mà trong sạch, những vị mà thu thúc, những vị chánh mạng thì bị họ đuổi đi, không cho ở chung với nhau ở tại cái núi Kita đó. Cái việc làm tắc tệ của nhóm tỳ kheo này thấu đến tai của Đức Thế Tôn, và để hành tăng sự trục xuất ra khỏi cái vùng mà cư trú, Đức Phật đã gọi hai vị thường thủ tinh văn Sariputta và Mokka La Na cùng với cái đoàn tùy tùng của hai vị đó đến, rồi bảo rằng: này Sariputta, ông hãy đi đi, hễ những cái người nào mà không vâng lệnh của các ông thì các ông hãy cho đọc tuyên ngôn trục xuất họ, còn những ai vâng lệnh thì hãy dạy dỗ nhắc nhở họ. Quả thật, đối với những người mà dạy dỗ nhắc nhở thì những cái kẻ thiểu trí không mấy gì yêu mến, nhưng mà những cái người sáng suốt thiện trí thì họ lại kính yêu. Và Đức Phật đã kết luận bằng câu Phật ngôn 77: Ô quá đề già nước xà xì á sắp và trái ni hòa ra về sa tần hí sô ví dụ hồ tí á sa tần hồ tí ấp ví dụ. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Khi mà câu Phật ngôn này chấm dứt thì có nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Phật. Rồi sau khi nhận huấn từ của bậc đạo sư, ngài Sariputta và ngài Mokka La Na đã đi đến dạy dỗ nhắc nhở cái nhóm tỳ kheo tà hạnh đó. Một số đã nhận lãnh huấn từ cải tà quy chánh, một số tự động tiên hoàn tục, còn một số không nhận lỗi, bị chư tăng tụng tuyên ngôn trục xuất ra khỏi địa phương cái núi Kita. Trong chương trình này chúng ta thấy rằng phẩm giá nhà sư chẳng giữ gìn, làm điều tà hạnh để mưu sinh, biết nghe lời dạy còn yêu Phật, ngoan cố thì theo hẳn thế tình
Ô Phật ngôn 77, duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày xong. Bây giờ là thời gian mà chúng ta đi vào câu Phật ngôn này, thảo luận, tìm hiểu. Và đối với hiện thực bây giờ của chúng ta trong thời kỳ của Đức Phật là như vậy, với bây giờ thì có những cái gì khác nhau, có những cái chỗ nào tương đồng, có những chỗ nào khác biệt. Và chúng ta lấy câu Phật ngôn này làm một cái gương áp dụng trong cuộc sống. Rồi bây giờ xin mời quý vị hãy chia sẻ về câu Phật ngôn 77. Alo, anh sao định mời đỡ học trò, ai ngờ đỡ học trò bỏ cửa chạy lên người ha. Đỡ học trò ơi, chia sẻ xong rồi đi á, chưa có chia sẻ gì hết mà rồi chạy mất tiêu rồi. Chiếc kim không chịu kéo áo cái vị này lại để chạy mất tiêu rồi. Cái gì? Có câu hỏi à? Rồi mời Siết Hà. Alo, muốn hỏi thì đưa tay lên. Rồi Sa Thủ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sàng Thầy, dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, chư Phật Đức Tăng, con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ ngài hỏi con nên con chưa kịp cầm mic đó thưa ngài. Dạ ngài ơi, con có câu hỏi, thí dụ như đối với người Phật tử thì ngũ giới, thì cái quả phước báo của cái người mà giữ ngũ giới, người Phật tử tại gia mà sự giữ ngũ giới thì có thể sanh thiên, có thể làm người, có thể còn nghĩ có thể là nếu mà duyên lành đủ ba la mật thì cũng có thể đắc đạo quả. Thì đó là cái quả của cái sự giữ giới. Nhưng mà con thắc mắc, thí dụ đối với những cái vị tỳ kheo thì giới luật thực sự nó rất là nhiều, đến 237 giới. Nên là nói mình nói vậy thôi chứ con nghĩ còn hơn nữa. Thì cái quả của cái một vị kheo mà họ giữ giới trong sạch đó, thì là quả gì thưa ngài con? Đó là cái thắc mắc của con. Dạ con xin trao mic lại. Dạ 227 giới. Dạ. Alo, 123, 123. Như vậy là Sĩ Kim đã cho biết là các vị tỳ kheo là 227 giới. 227 giới nhiều quá. Vị tỳ kheo nói chung là quan trọng á, ít thua chư Phật tử. Quý vị giữ 5 giới, nhưng mà các vị tỳ kheo chỉ giữ có 4 giới. Bốn giới đó chính là bất cộng trụ. Bốn cái giới này nếu mà chúng ta giữ bị một trong bốn cái giới đó là không phải là một vị tỳ kheo. Mặc dù trên căn bản trên hình thức là 227 giới, nhưng mà chúng ta giết người ha, sát sanh là một à. Vấn đề thứ hai, trộm cắp là hai ha. Vấn đề thứ ba là tà hạnh ha, tức là coi như cái giới thứ ba cũng giống như cái giới của người Phật tử vậy. Và cái giới thứ tư là khoe pháp bất công nhân. Vì một trong bốn cái giới này thì giống như một cái cây thốt nốt bị đứt đột, một cây dừa bị chặt ngang cái đọt, không sanh khởi nữa. Và không phải là một vị tỳ kheo. 227 đó là bổ sung thôi, qua lá cành. Nhưng mà cái cốt lõi chỉ có bốn giới, gọi là bất cộng trụ. Bốn cái giới này chúng ta vi phạm một trong bốn là không được sống chung với chư tăng, và chư tăng không công nhận đây là một vị tăng, không công nhận đây là một vị tỳ kheo. Vậy thì cái điều mà Sĩ Khà muốn hỏi
người cư sĩ năm giới chư tăng 227 giới hả, thì nói chung trong 10 pháp ba la mật thì có vấn đề sila parami, sila upaparami, sila paramattha parami, tức là giới bậc hạ, giới bậc trung và giới bậc thượng. Đó là những cái nấc thang để chúng ta đạt được thinh văn giác, độc giác và toàn giác. Tức là nhân sản, thiên sản và thánh sản cũng do cái giới mà chúng ta được thành tựu những cái quả như vậy. Alo. À, trả lời như vậy có thích hợp với câu hỏi của Sĩ Khà không? Alo, Sĩ Khà còn có ý kiến gì không? Cho người yếm rùi nè. À, áp dụng pháp môn tâm tinh nhục hả? Không nghe, không thấy, không nghi ngờ. Có, đưa tay hỏi tiếp. Rồi, mời Sĩ Khà. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, Ngài trả lời cho con cũng chỉ đủ có một cái khía cạnh thôi, thưa Ngài. Con còn muốn hỏi thêm. Thì ví dụ như cái bốn cái giới chính của vị tỳ khưu thì con không nói gì rồi. Nếu mà không là coi như bị ra khỏi cái tăng đoàn. Nhưng mà con muốn hỏi là những vị tỳ kheo mà khi giữ giới mà như vậy thì cái quả của cái sự giữ giới của họ là họ được cái gì, thưa Ngài? Cái đó là cái con hỏi, tại vì con thấy ví dụ như trong kinh nói người tại gia thì sẽ có thể được sanh thiên hoặc là làm có thể trở lại thành người. À, thì đối với một chư tăng khi mà họ giữ giới thì cái quả của cái sự giữ giới đó là cho được cái gì? Đó là cái câu hỏi của con. Dạ, con xin trao mic lại cho Ngài giảng dạy. Alo. Quả của sự giữ giới là cái gì ha? À, đối với một vị tỳ khưu ha. À, thì chúng ta đã từng học một cái câu Phật ngôn nói về một cái vị tỳ khưu đi, khi mà đi trên thuyền bị sóng to gió lớn nước chảy xiết ha, rồi cái vấn đề mà cái phản ứng tự nhiên của con người khi mà sợ hãi phát sinh lên là quơ quạng, mà quơ quạng quơ qua quơ lại chụp nhầm một cái bụi cỏ lau ha, rồi nước chảy xiết bụi cỏ lau đó nó trôi theo chiếc ghe và nó đứt luôn, à, bứt đứt luôn cả cái bụi cỏ luôn. À, vị tỳ khưu này thấy rằng trong cái tội tác ác á, mình bứt phá cây cỏ thảo mộc là phạm tội. Nhưng mà nghĩ đây là vô ý mà, mình đâu có cố ý đâu. À, đã là luật thì vua hay là thứ dân thì cũng bị cái tội giống nhau hết. Đã phạm tội thì giống nhau, đừng có nói tôi là vua, không bị. Mà cái vị này đã là tỳ kheo, vô trong khuôn khổ cái tội tác ác, đúc cả tá. Mà cái tội này sám hối là hết. Nhưng mà anh ta nghĩ mình đâu cố ý. Cái nghĩ rằng chê tá na hân phía cầu quê cam mong có đa mỹ, tác ý là nghiệp hả? Không phải, luật là nó khác. À, luật vi phạm dầu cố ý hay là vô tình cũng phạm tội. Cho nên cái vị này á nghĩ rằng ô không có gì, rồi cứ lờ đi. Nhưng mà khi cần tử nghiệp đến nè, đưa chúng ta về nỗi an vui hay đau khổ nè, trong cuộc đời của chúng ta đã tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp, dù đó là một ông vua, dù đó là một vị tỳ khưu hay là một người cư sĩ, thì bây giờ cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi theo cận tử nghiệp. Mà cận tử nghiệp này nó quay lại cái đoạn đường mà chúng ta đã đi, và những cái gì làm cho chúng ta trạo hối, chúng ta nhìn lại và thấy chính cái lúc mà cái chúng ta bứt đứt những cái cọng cỏ lao đó,
nó làm cho ông ta cảm thấy hối hận, và ở trên cổ của mình á, như có cái gì á nó quấn trên cổ, nó cào, nó xước trên cổ. Và ông ta nhớ lại, đã làm đứt những cọng cỏ khi mà mình vơ tay chụp cái bụi cỏ lau, và ông ta quên sám hối. Và bây giờ nhắc lại, và nhắc lại thì hơi tàn lực kiệt, và các vị tỳ kheo gần mình không có, ông ta không sám hối được. Và không sám hối được thì ông ta phải đi xuống thôi, với một cái tâm ăn năn bức rất khó chịu, và ông ta bị đọa. Thì như vậy cái giới nó hỗ trợ giữa chúng ta đi lên hay đi xuống. Nếu mà ông ta sám hối thì cái lỗi đó sẽ không còn. Nhưng mà ông ta nghĩ rằng vô tình thôi, mình đâu cố ý, cố chấp như vậy để rồi bây giờ phải đi xuống. Đi lên hay đi xuống cũng trong tam giới này, nhưng mà hình như đi xuống á, có bốn cái lâu đài nó chờ chúng ta thường trú. Bởi vì tâm của chúng ta giống như dòng nước, mà nước thì hay chảy về những cái vùng trũng thấp, mà những cái vùng trũng thấp đó chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Mà tâm của chúng ta hướng thượng á, hướng lên thì giống như cái sừng của con bò, giống như sừng của con bò. Vậy thì cái lông con bò nó nhiều hơn, cho nên Sĩ Khà hỏi như vậy. Chúng tôi đưa ra vấn đề lên hay xuống cũng do cái giới của mình. Giới mình trong sạch thì lên, mà giới mình không trong sạch thì xuống. Quý vị cư sĩ giữ năm giới trong sạch cũng có thể chứng đắc thánh quả A-la-hán, chứ không phải là không. Quý vị thấy ông đại thần Santa Tý ha, ông ta coi như cái nhân quá khứ của ông ta chỉ là một người đi cổ động kêu gọi người ta làm phước. Bà con ơi, giống như ở Việt Nam có một thời gian quý vị thấy có những cái đạo sĩ mặc áo xanh đó, đi vừa lại rồi họ nói như thế nào: tu mau kẻo trẻ người ơi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi. Thì trong thâm tâm của họ không biết họ thấy một cái họa như thế nào mà họ khuyến khích bà con, nhắc nhở bà con, sát tăng bà con hãy ráng mà tu tập, bây giờ trần gian sụp đổ rồi, họ nói vậy. Và cái điều đó trong hiện thực của chúng ta trước mắt nè, đại dịch xuất hiện rồi, có phải là trần gian sụp đổ không? Nhưng mà cái lời nói lúc trước á, nó không ứng nghiệm bằng bây giờ. Chúng ta thấy đại dịch xuất hiện khắp mọi nơi, và bây giờ chúng ta đắm chìm trong đó, chúng ta coi như thỏa thích trong đó, chúng ta thấy những chỗ nào đông vui thì nhào vô để rồi bị ăn đòn. Chúng ta biết thức tỉnh, tránh xa, giống như một cái câu thơ gì đó: ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Bây giờ muốn dạy hay muốn khôn, muốn đi lên hay muốn đi xuống, tự mình quyết định. Alo, nói tùm lum tà la vậy, không biết cái Sĩ Khà có nghe có hiểu gì không, hay nói ông này nói nhảm quá rồi. Ý kiến Sĩ Khà sao? Trời ơi, nó bậy vậy mà cũng sang thú à. Rồi bây giờ còn mười mấy phút nữa, mời Sĩ Kim lên cho biết ý nghĩa câu Phật ngôn này thế nào. Và Sĩ Kim hồi nãy nói rằng câu Phật ngôn này tâm đắc lắm á, khoái lắm á. Rồi bây giờ có thì chia sẻ nè, mời Sĩ Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, sư Tệ Đức, con không biết còn nữa, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Đúng, câu này con thích, tại vì nó cũng giống như con vậy đó. Là ô quá đây
Ô quá đầy và núi xa xây giá á sắp phà chá ni hòa ra dễ thi sổ bí dô hồ tí á sắp tăng hồ tí áp bí dô. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Thì đó, thì có những người đó, người ta tốt bụng, người ta thấy người này làm chuyện ác, người kia làm chuyện ác, người ta mới nói trời đừng có làm cái đó tội lắm. Ấy thì có một số người đó, người ta không có hiểu biết, người ta thích làm theo ý người ta. Có những người rất là kỳ lạ, người ta thấy người khác đau khổ khốn khổ, người ta lại ưa thích và người ta vui vẻ trong đó. Còn không hiểu cái người đó như thế nào. Thì con nhớ ông Albert Einstein, ông bác học già, nó gốc ổng là người Đức, người Do Thái vậy đó. Thì ổng có nói một câu dịch ra tiếng Việt Nam là cái sự hiểu biết và cái ta đó nó đi tỷ lệ nghịch. Cái người mà hiểu biết càng nhiều thì cái ta của nó càng nhỏ đi, mà cái người mà trí óc cái sự hiểu biết của ta nhỏ như hột tiêu á thì cái ta cái tôi của họ bự lên. Thì ông này con thấy ổng rất là thông minh, ổng không bao giờ vô phòng nghiên cứu hóa học để ông nghiên cứu cái gì hết, nhưng mà ổng biên những cái định đề, những cái gì, những cái công thức rất là chính xác. Tới giờ này khoa học giao sẵn dùng của ổng. Thì đó là ở ngoài lề đi. Còn trong cái câu pháp cú này, Đức Phật cũng đã nói nhiều thứ rồi, nhiều lần rồi. Mình nói cho người ta biết giống vậy, người ta nói mình nhiều chuyện, nó nhiều quá, mệt quá, nghe mệt quá. Thì nhưng mà con thấy họ mà nghe những chuyện tào lao thiên địa khen họ, trời ơi, cô nói này cái đúng, cô này hay, cô này đẹp, cô này lung á, thì họ phải nghe hoài không chán. Mà khi người ta chỉ ra cái sai của họ đó thì họ nổi giận lên, họ không thích. Thì con thấy Đức Phật trong 423 câu kinh pháp cú, Đức Phật nói nhiều thứ lắm mà người ta không bao giờ để ý á. Chẳng hạn như chính của Đức Phật á, cũng là người bị nó đi theo theo một cái bà hoàng hậu mướn mấy chục tên côn đồ cứ đi theo Đức Phật chửi 7 ngày 7 đêm luôn. Thế ngày Ananda nói Đức Phật đi chỗ này đi chỗ kia, Đức Phật cũng ok, cũng nghe lời đi ba lần, sau cùng Đức Phật nói không có đi nữa, nó sẽ tự hết thôi. Thì có người nói rằng tại sao Đức Phật không nhẫn nại mà không đi nữa, sao mà để trốn, để tránh đi. Thì cái người mà có những nhận xét mà Đức Phật không nhẫn nại, cái người đó thiếu thiệt, đó là sư nói thiểu trí. Còn nói những người đó không có trí óc, đó một vị chánh đẳng chánh giác tới 30 cái ba la mật, 10 cái hạ ba la mật, 10 cái trung ba la mật, 10 cái thượng ba la mật, thì cái sự nhẫn nại hay cái trí óc của ngài đều tột cùng tột bậc hết, không thể mà nói được hết. Ngài muốn đi giống vậy để cho ngài nan chứ, là trong người thấy rằng là ngài muốn chờ đúng 7 ngày, ngài muốn nói rằng chờ cái quả của nó là nó sẽ chấm dứt. Thì không có thể mà có suốt đời suốt ngày, không ai mà chửi người ta suốt đời suốt tháng, nó cũng phải chết, họ cũng mệt mỏi như thế nào thôi. Chứ mà ngài chờ cái hậu quả, cái quả sẽ ra nó sẽ biến mất, chứ không, ngài không có nhẫn nại. Ngài không có sự nhẫn nại, đó là chị chánh đẳng chánh giác rất nhẫn nại. Cái nhẫn nại của ngài không ai nhẫn nại hơn của ngài, cái trí cái bi cái gì cứ nhờ ngài cũng tột cùng hết, không, chứ là akincha không có thể diễn tả được. Thì trong cái này á, ngăn cái người khác làm ác thì người ta có lòng tốt, người ta nói vậy, nhưng mà có một số người không thích, có một số người thích. Cũng như mình nói người ghét thì nói nó nhiều, nó kiện, như sư nói con bạch tám tàu la thiên địa chẳng hạn gì. Nhưng mà có người nói nếu mình không có nói nhiều, mình nói cần điều mình nói thôi, nói, sao mày nói ít xịt vậy, họ nói nhiều, nhiều kiện, nó nhiều mệt quá, còn không nói gì nó bộ mày cầm sao, đại khái như vậy. Thì trong câu pháp cú thì Đức Phật cũng nói ai cũng bị khiển trách hết. Thì Như Lai nói vậy, chính ngài cũng bị người ta môi móc chửi rủa vậy. Thì cái câu này cũng tùy theo cái sự hiểu biết của người đó, người ta có biết hay không biết hiểu cái sự nguyên cái sự mà khuyên can của người khác, đó là điều của họ. Con thấy nhưng mà ngăn cái quả nó dễ sợ lắm. Hồi lúc trước con tưởng trong thời Đức Phật đó sẽ không có những nhóm mà ác tăng như vậy, mà tức là lợi dụng bận áo cà sa rồi
lừa gạt này kia, con chỉ nghĩ rằng ở thời đại này thôi. Thì con thấy ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, chưa nhập Niết Bàn, thì cũng có những ác tăng đây nè. Cũng có những ác tăng làm những chuyện không tốt như vậy, đến nỗi ngài phải ra cái điều luật là tức là tống trừ nó ra, tức là đuổi nó ra khỏi tăng đoàn. Thì con thấy thì ở thời nào lúc nào thì cũng có người xấu, cũng có người tốt. Thì theo cái sự tu tập, thì theo cái sự hiểu biết của cái người đó thì họ sẽ là thay đổi. Thì cái ông người ta nói cái tôi cái ta cũng vậy. Nếu một người mà hiểu biết giáo pháp của Đức Phật càng nhiều càng thâm thí, thì họ dẹp đi cái tôi cái ta của họ, tức là cái thân kiến, thì họ sẽ dần dần bỏ đi những cái ô uế đó để cho giải thành vô cái đường dự lưu, vô cái dòng thánh đạo. Thì những câu dạy của Đức Phật lúc nào cũng khuyên người ta làm những điều thiện, học, bỏ bớt điều ác, để dần dần con người cái tâm của sạch sẽ, thì tự nhiên thì nó tự tự vô cái dòng thánh đạo thôi. Thì câu này thì con thích giống vậy đó. Khi mà mình làm một việc thiện, mình nói, mình khuyên người ta đó, mà bị người ta chống đối đó, thì mình phải suy nghĩ rằng đừng có nên nản. Mình thấy nếu những người đó không thích nghe những lời khuyên đó, đối với con á, thì con thấy những người đó làm sai mà con nói vài lần thôi mà họ sanh ra bực mình với con đó, thì con sẽ không nói nữa. Nhưng đối với những người mà thích á, người ta còn ra hiểu là đúng rồi, cảm ơn, đúng rồi, tôi quên cái đó, đúng rồi, con nhắc rồi tôi mới nhớ, hoặc bà nhắc mình mới nhớ, hoặc con nhắc rồi thì bà mới nhớ, thì con thấy những lần con sẽ để ý hơn. Nếu mà họ có quên hay làm lỗi gì đó thì mình nhắc lại thì con thích hơn, thì không bao giờ con nản. Và con lúc nào cũng ghi nhớ rằng nếu mình nói cái người đó không phải thích hợp với họ trong thời này thì không nên nói. Lúc đó nó im lặng là vàng, không có nói lên nữa, nói lên như quan cái thôi. Thì con thấy cái lời khuyên này, con thấy Đức Phật cái gì ngài cũng biết hết, lúc nào ngài cũng nói một câu nào cũng thâm thí, không trúng chỗ này cũng trúng chỗ kia. Hiện ra con thích câu này đó, nó là được người hiền kính yêu, bị người ác không thích, được cái này được kia, nhưng mà cái tâm của mình có an lạc không, có bình thản không, thì đó là một cái sự hiểu biết của mình là điều khác. Có những người khi người khác mà bị chơi, họ sinh ra nản, họ buồn rồi bả, thì con mới nói với họ, với họ tâm sự con, tao thấy nó làm sai giống vậy, tao nói nó chửi tao, nói mình lùm nó, chán quá à. Tao thằng như đó mà tao tưởng nó hiểu nó, mà tưởng sao, tao đâu có hiểu nó đâu, tao nói gì tao tưởng nó bớt đi, nó lại còn chửi về tao nữa. Thì con thấy bả đau khổ, con nói trời ơi, đời vô thường mà, đâu phải có nhiều khi bà biết, bà tưởng bà hiểu giống vậy, nhưng mà đâu biết không, bà để ý làm cái gì, bà bỏ qua bên đi, bà quên đi, giống như bà chưa từng gặp, chưa từng nói thì bà khỏe thôi, bà ngồi bà buồn bực á, rồi bà ăn ngủ không yên, ai khổ bà khổ chứ làm gì, bỏ quên nó đi, giống như là đi dọc đường gặp cục đá, chấp cục đá nó nào quá, nó đau chảy máu thì xích dầu cù là xích thuốc đỏ băng lại, còn không có thôi ném dục nó đi thôi, xích đâu để ý, mệt quá à. Còn cái nói giống vậy, nói dòng dãi ngồi bà cũng mắc cười quá, bà cũng vui thì con thấy cũng tốt. Thì đối với câu thấp cứu 77 này thì con thích là như vậy đó. Thì khi mà được người ta khen thì cũng nên quá vui vẻ. Mình chỉ biết là mình đều làm đúng, mình đều làm đúng, mình làm. Còn bị người ác không thích hợp với họ thì không sao, không cần chơi họ, không nói nữa, họ làm gì kệ họ. Đời mà có bên này, đời khi nắng khi mưa, khi gió khi bão. Nhiều người nói sao cơn mưa trời lại sáng, con nói sao cơn mưa trời lại mưa nữa, mưa đớt nữa thì sao? Thì sao cơn mưa lại trời bão thì sao? Đâu có biết được. Thì tùy theo cái lúc nào mình đi thôi. Con thấy những câu của Đức Phật câu cũng hay hết, nhưng câu này cũng thích. Tại con hay bị con hai cà khịa đó, bị sư ra, cái này sư ra cái kia đó, thì con nghĩ con cười. Rồi lúc trước nhiều năm con bị ai la nha, con tức lắm. Đành như mình hay giống như la la người ta, mình cũng bị giống vậy, người la gì. Nhưng mà bây giờ con thấy con nghĩ lại con mắc cười. Mỗi lần con bị la cái này kia là con nhớ hồi nhỏ con cũng nói giống vậy, con cũng nghĩ giống vậy, con mắc cười, con cười vậy thôi. Thì trong cái câu này con chỉ nói như vậy thôi. Đối với con, khi nào mà con tự cái câu này đắc ý đó chứ con, khi mà con bị người ta, con nói điều gì mà đúng, mà bị người ta
càm ràm la lối hay là phản đối vậy, con cũng tỉnh bơ thôi, mà được người ta khen con cũng tỉnh đuổi luôn nữa, cãi họ. Thì cái nào cần mình làm thêm thì mình làm, cái nào không cần làm thì không cần làm nữa, nó thoải mái thôi, hơi sức đâu lo chuyện người ta. Đời vô thường, không biết chừng nào mình chết nữa, cứ mỗi lo chuyện này chuyện kia rồi buồn chỗ này bả chỗ kia, thiệt chết đi thôi. Thì còn chỉ có ý nghĩa con muốn chia sẻ như vậy thôi. Thì câu này những người mà tốt á, thì mình nên thân cận với họ. Họ đã khuyên chỉ bảo cho mình những điểm xấu thì mình nên thân cận với họ để học hỏi những điều tốt của họ, để học cái tánh kiên nhẫn, cái tánh là học hỏi cái sự hiểu biết của họ, họ truyền lại cho mình. Những người này thường họ hiểu biết nhiều hơn thì mình sẽ gần gũi họ, mình sẽ tốt hơn chứ không có xấu. Còn những người mà họ khó chịu, họ không nghe, thích nghe nói những gì cái xấu của họ, chỉ muốn khen họ thôi, thì nên tránh xa họ, thì đó là người không thích hợp với mình, không có học hỏi được gì hết mà đứng gần còn bị nhiễm xấu nữa. Thì con thích thì thích như vậy thôi. Hầu như câu nào cái đồ vật nói con cũng thấy bàn bạc cái gì đó trong đó, nó thích hợp, nó hay cho đó. Nhưng mà nói thì không có nói được hết đâu, nó dài dòng lắm. Nhưng con chỉ nói như đó thôi, vậy giờ cũng chẳng hết giờ vậy đó sư. Con xin trả máy lại, con có điều gì xin sư chỉ dạy. Và chúc sư và các sư, các cô tiên nữ và quý vị được buổi chiều ăn vui. Sa thú Sĩ Kim. Quý vị thấy Sĩ Kim trình bày về câu Phật ngôn 77 rất là tâm đắc, trúng tần số, trúng đài nè, rồi trúng luôn cả ý thức nè. Có nghĩa là thao thao bất tuyệt, giống như rừng Trường Sơn ào ào lá đổ là một hơi luôn. Quý vị nghe có hiểu gì không? Đây là một câu mà trong cuộc sống Sĩ Kim đã từng trải nghiệm, cho nên thích câu Phật ngôn này. Và nếu mà còn thời gian chắc chắn là Sĩ Kim sẽ trình bày tiếp, nhưng mà cố gắng thời gian đã hết và biết dừng lại, đó là một điều chúng tôi hoan hỷ. Chứ nhiều khi mà nói đến cái độ mà coi như hết giờ mà còn nói nữa thì chắc phải ăn chè ăn chè. Thì thôi, qua câu Phật ngôn này, qua ý kiến của Sĩ Kim, để rồi khi mà học về cái phẩm hiền trí này, chúng ta sẽ trở lại và mỗi người sẽ lấy ra một câu Phật ngôn tâm đắc để rồi thảo luận. Bởi vì học xong rồi chúng ta phải ôn lại, chứ không phải là coi như học rồi trôi qua rồi chúng ta cho nó đi qua luôn, mà chúng ta phải ôn lại để chúng ta nhắc lại những cái điều hay ý đẹp trong những cái lời dạy của Đức Phật, và cuộc sống của chúng ta áp dụng theo những cái lời dạy đó để được sự an vui tiến hóa. Alo, còn 3 phút nữa chứ không phải là hết giờ. Bây giờ vị nào có ý kiến không? Vì nào có ý kiến 3 phút nữa. Quý vị thấy 60 giây mà coi như nhận lãnh được một số tiền rất lớn ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn 3 phút nữa. Trong vấn đề thách thức danh hài có 60 giây rồi. Còn đây 3 phút chúng ta nói lên cái quan điểm, nói lên cái chi kiến, nói lên cái sự hiểu biết của chúng ta qua câu Phật ngôn này. Bởi vì cái lời nói của quý vị là những bài học chung cho đạo tràng, chứ đừng có nghĩ nó bậy nó bà hay là bà tám gì hết đó. Mà quý vị đưa ra những câu hỏi, quý vị có những ý kiến, đó là những bài học để cho đạo tràng chiêm nghiệm, và đó là những cái gương để cho chúng ta coi như thức tỉnh tu tập. Bởi vì chính trong câu Phật ngôn này, ai chỉ lỗi cho ta, ai nhắc nhở cho ta, đó là thầy ta. Ai mà ai vu câu này đấy là như vậy.
Vậy thì những cái hay cái đẹp chúng ta phải học, còn những cái gì mà a vua nịnh bợ nghe bùi lỗ tai thì mật ngọt chết rồi. Đó là sự thật, nó luôn luôn mất lòng ha. Rồi ai có ý nghĩa nữa không? Thời gian sinh hoạt của chúng ta cũng đã kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui, thì đem cái sự an vui này hướng về Sít Nhật Quỳnh ha. Sít Nhật Quỳnh đang bệnh nè, đi bác sĩ nè. Rồi ngày mai, ngày Chủ Nhật là cái ngày mà làm thí chủ lễ dân y tại chùa Pháp Luân ha. Thấy quý vị thấy công việc của Sĩ Nhật Quỳnh đây bận rộn như vậy, thì chúng ta sẽ trợ duyên cho Sĩ Nhật Quỳnh có được một cái sự hỗ trợ về nội tâm để vượt qua những cái chướng duyên, để rồi thiện sự được làm, và chúng ta cũng sẽ tùy hỷ trong cái phước báo đó nương nhau mà sống, mà nương nhau trong cái từ trường tu tập, thì cái đó cái phước rất lớn ha. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa cha vá chê nà so thị vô khô thụ sa bà đà. Do lời chân thật này, cái nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin phép quý vị chúng tôi đóng rung luôn ha.